Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 với mức phạt tăng nặng gấp nhiều lần được xem là liều thuốc để trị căn bệnh nhờn luật và ngăn chặn được các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Sau 3 năm đi vào cuộc sống, luật đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực tới ý thức của người điều khiển phương tiện và cho xã hội. Năm 2019, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đều liên quan đến việc lái xe sử dụng rượu bia. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định 100 có hiệu lực với mức phạt cao nhất 40 triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Ngay lập tức, một phản ứng dây chuyền trong xã hội đã hình thành và được bắt đầu từ chính những câu chuyện truyền miệng của những người bị xử phạt. Thu hoạch được lớn nhất là tôi nghĩ là người dân và mọi người đều nhận thức được cái vị trí, cái vai trò của luật. Ngay trong năm đầu tiên áp dụng luật, số người chết do tai nạn giao thông giảm xuống dưới 7.000 người một năm. Con số này liên tục được đẩy lùi qua 3 năm trở lại đây với sự ra đời của Nghị định 123 sửa đổi bổ sung những hạn chế của Nghị định 100. Cùng với đó là việc kiên quyết xử lý thường xuyên các tài xế vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì lãnh đạo Bộ Công an thì cũng đã xác định là một trong những cái nguyên nhân mà gây đến tai nạn giao thông, nguyên nhân trực tiếp gây những cái nguy cơ cao mà gây tai nạn giao thông đó là vi phạm về nồng độ cồn. Chính vì vậy thì cái việc mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đồng bộ triển khai cả về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý kiên quyết cái vi phạm nồng độ cồn này và xử lý rốt ráo, xây dựng ý thức tốt cho người tham gia giao thông đã tham gia giao thông là không uống rượu bia. Sau 3 năm áp dụng, dù vẫn còn tồn tại hạn chế, nhưng luật phòng chống tác hại của rượu bia với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội. Trong đó, cái được lớn nhất đó là sự chuyển biến về ý thức của người điều khiển phương tiện qua mỗi đợt ra quân xử lý. Đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã trở thành câu cửa miệng của các lái xe cũng như người thân của họ.